Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập mới, đó chính là tạo một cái bức ảnh 3D có chiều sâu. Thì bây giờ mình sẽ làm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần một cái bãi cỏ xanh. Thì các bạn Google lấy, thì tại vì trên mạng một số bạn á, có hỏi là muốn tìm hình đó thì mình tìm ở đâu. Thì chúng ta sẽ tìm trên Google các bạn. Chúng ta sẽ tự tìm hình chúng ta thích để chúng ta thiết kế theo ý tưởng của chúng ta. Rồi ví dụ như mình chọn cái hình này. Thì bài tập hôm nay chủ đề là hoa lá cỏ mùa hè gì đó. Rồi chúng ta sẽ chọn bông hoa bất kỳ. Hoa nào cũng được, thể hoa hồng này cũng được. Mình chơi hoa sen đi ha, cho giống Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ lưu hình về. Rồi cỏ, và chúng ta cần một vài chú bướm bướm. Nếu mà bướm bướm thì các bạn gọi tiếng Anh ha, Butterfly PNG. Để chúng ta tìm cái hình có cái nền trong suốt. Làm sao để chúng ta biết được cái nền, cái hình đó nó có nền trong suốt? Thì khi chúng ta lít vào, các bạn sẽ đợi hình này load. Khi chúng ta lít vào, chúng ta thấy cái nền cho nó có ô vuông vuông thế này, đây là cái nền trong suốt. Rồi, chúng ta đã có hoa, bướm và cỏ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài tập của chúng ta. Đầu tiên với cái nền cỏ thế này thì chúng ta sẽ tạo một cái frame ảnh ha. Chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới. Ta sẽ vẽ hình vuông hoặc hình chữ nhật tùy ý các bạn. Chúng ta sẽ tô nó màu trắng. Cách tô là foreground là background. Nếu bạn muốn tô màu trắng là màu background màu dưới thì chúng ta sẽ giữ control và nhấn delete. Control delete. Sau đó chúng ta sẽ lít chuột phải lên cái layer 1 này, chọn Blending Option, Drop Shadow để tạo bóng. Chúng ta sẽ gia giảm cái size để cho bóng nó lan rộng ra. Rồi chúng ta sẽ Ctrl G tạo thêm một cái lớp mới và Ctrl T tạo thêm một lớp nữa. Chúng ta sẽ chỉnh effect lại là Inner Shadow. Chúng ta cũng sẽ gia giảm lại size để cho nó có hiệu ứng. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn hai lớp, giữ lớp 1 và giữ Control, chọn hai lớp này ha. Nó còn chọn G thêm một lớp nữa. Đây là chân T để xoay. Rồi, tiếp tục chân Z thêm lớp nữa, xoay. Chúng ta vừa tạo được hiệu ứng, cảm giác là cái những bức ảnh chúng ta đã được nâng lên cao ha, hiệu ứng có chiều sâu 3D. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cho cái hình ảnh bông sen này vào Ctrl A, Ctrl C. Chúng ta giữ, bạn lưu ý chúng ta giữ Ctrl click vào cái layer này để lấy được cái vùng chọn và giữ Ctrl Shift Alt V để bát ra. Đây. Chúng ta sẽ bát vào bên trong. Ctrl T để hiệu chỉnh cái hình này lại.
Sau đó các bạn chọn vùng chọn Quick Selection Tool, công cụ lấy vùng chọn, để chúng ta tách cái lớp bông sen này ra. Chúng ta chọn Shift F6 để Feather, chúng ta chọn khoảng là 5, chúng ta OK. Và chúng ta Ctrl G để tách cái lớp hoa này ra. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển ảnh lại. Các bạn thấy là chúng ta có được hiệu ứng 3D là cái hoa sen này nó sẽ nhô ra bên ngoài. Các bạn lít lớp ảnh, chúng ta chọn cái hiệu ứng đổ bóng bên trong Inner Shadow nè. Các bạn lít vào đây, các bạn chọn là Copy Layer Style, chúng ta mở lớp này lên và chúng ta sẽ Bad Layer Style để đưa hiệu ứng chìm sâu vào ha. Chúng ta sẽ kéo. Và chúng ta đã hoàn thành được một bức ảnh 3D thì có hoa sen này sẽ nhô ra ngoài. Và tiếp theo, chúng ta sẽ copy cái lớp này gắn qua. Chọn Ctrl T để hiệu chỉnh lại. Các bạn có thể cho bóng vào ha. Copy layer style. Và để con bướm này sinh động hơn thì chúng ta cũng sẽ đổ bóng cho nó. Rồi chúng ta đã hoàn thành một bài tập nhỏ mà hiệu ứng 3D rất là đẹp mắt. Và chúc các bạn thành công.